Rồi chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt con KB One ngoài trời. Nó model nó là KN41A1. Thẻ nhớ thì gắn ở đây nha. Mình vặn hai ốc ra, nhét thẻ nhớ vào đây. Ở đây nó có nút reset nè. Cái con này á thì mình lưu ý là khi mình cài đặt á, mình nhớ mình để cái chân mình xuống nha, cho nó nếu mà để vậy nè, đừng có cho cái nút này nó chạm ở dưới cái mặt bàn. Khi mình cài mà cái nút này nó chạm mặt bàn, nó đè vô vậy nó reset là nó mất là phải cài lại nha. Đó. Thì ở trong cái hộp nó mà lấy ra là có camera với nguồn, thấy đơn giản thôi, không có gì hết. Còn thẻ nhớ mình mua riêng nha, tùy mình chọn cái thẻ nhớ nó như nào, nhiều ít gì tùy mình. Thì bây giờ mình gắn điện vô thì như ban đầu á là nó lên đèn đỏ, xong rồi sau đó khoảng 30 giây thì cái đèn này đèn đỏ nó chuyển ra nhấp nháy màu xanh xanh lá. Thì khi nó chuyển qua nhấp nháy màu xanh lá là khi đó mình có thể sử dụng cái ứng dụng KB One trên điện thoại á. Mình quét cái mã code ở đây, cái mã QR đây, mình có thể mình cài được. Còn gì lưu ý không ta? Chắc hết rồi. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Còn cái này chỉnh thì đơn giản lắm. Mình gắn vô tường xong bắt đầu mình quay cái này, quay đúng hướng này. Xong rồi xiết cái ốc nó lại. Xiết cái này. Nó cứng rồi. Nó cứng, nó nằm đâu gì đó hết. Con này cũng một trong những camera dễ lắp. Toàn bộ thân nhựa hết nha, cho nên không sợ reset. Con này để ngoài trời được. Rồi. Bây giờ các bạn theo mình qua bên app KB One nha, để mình hướng dẫn cho các bạn cài con camera này. Lưu ý nha, cái nút này để cẩn thận, quá nó đè xuống cái bàn là nó mất hết dữ liệu, nó reset lại. Rồi, sau khi mình cắm điện vô ha, thì mình chờ cái đèn báo phía trước nó nhấp nháy màu xanh lá cây ha, nó chuyển qua màu xanh lá cây. Thì mình mở cái phần mềm KB One lên nha. Rồi bấm dấu cộng phía bên tay phải nè, góc cao đó trên màn hình đó nha. Bấm dấu cộng. Rồi bấm quét mã QR. Rồi mình quét vào cái mã QR phía sau lưng con camera nha. Rồi nó hiện ra rồi, mình bấm tiếp theo ha. Bấm tiếp theo luôn nha. Ở đây cái GPS mình chưa mở. GPS là vị trí á, mình chưa có mở, mà nó yêu cầu mình mở GPS cho nên bật OK lên nha. Rồi, cái là phần vị trí nè, hiện tại đang tắt. Mình bật lên mở nha. Rồi, bấm mũi tên quay lại. Bấm tiếp theo. Rồi mình sẽ thấy device to use with KB One ha. Bấm kết nối. Đây nó báo thêm thiết bị này, cái phần 5G nó gạch chéo, tức là nó chỉ ăn cái sóng 2G4 Wi-Fi 2G4 nha, còn 5G nó không chịu. Chờ xíu nha. Chiều chiều mình phải làm lại. Làm lại nha. Tiếp theo. Tiếp theo. Kết nối. Mình lưu ý là trong quá trình làm á, nhiều khi nó có thể là lần đầu tiên nó không có trơn tru, thì mình làm lại từ đầu ha. Rồi mình chọn wifi là của mình, ở đây là nó hiện ra tên wifi, mình chọn wifi của mình. Rồi mật khẩu ở đây mình nhập sẵn rồi, cho nên bấm tiếp theo thôi.
mình chờ ha. Rồi thêm thành công. Mình muốn thì mình đổi tên lại ha. Đổi tên camera trước, camera sau, đại sảnh tầng 1, tầng 2 hay cái gì đó, hay đánh số gì đó tùy mình. Mình đổi tên, còn này giờ mình để luôn ha. Này mình không có đổi tên, bấm xong. Đó, như vậy là cái phần ở trên cùng là con camera của mình đây. Bấm đây ha. Đó. Như vậy là mình đã cài xong cái con camera KV1 outdoor. Cái này mình đang làm trong phòng cho nên mình các bạn không có coi được hình ha. Rồi ở đây mình hướng dẫn sơ một số các cái tính năng. Ở góc cao bên tay phải bạn thấy cái hình lục giác không? À, cái lục giác, kích chọn cho cái hình lục giác thì nó sẽ ra có một số các cái lựa chọn cho mình đây. Đây là lưu trữ đám mây, rồi lưu trữ cục bộ. Thì cái bộ nhớ mình đã nhét vào rồi thì nó hiện 29.33 GB nè. Đó. Rồi ở đây nó có báo là tầm nhìn ban đêm. Thì tầm nhìn ban đêm thì nó có hai dạng. Một cái là ban đêm, tầm nhìn ban đêm hồng ngoại, tức là trắng đen. Còn tầm nhìn ban đêm có màu thì mình tùy mình chọn. Nếu có màu thì là nó vẫn không có đèn trắng nha, cái màu đen này không có đèn đèn soi sáng mà chỉ cố gắng chỉnh lên màu thôi. Rồi mình bấm lui trở lại. Cái phần chia sẻ thiết bị, ví dụ bấm chia sẻ thiết bị, mình bấm vào đây thì mình nhập cái tài khoản KV1 của người thân mình vào. Mình bấm dấu cộng là xong, nhập cái tài khoản KV1 của người thân mình vô thì mình bấm kết thúc là bên cái máy của người thân mình tự động có nha. Còn cái HDR này nó cũng khá quan trọng. Trong trường hợp mình lắp mà mình ngược sáng thì mình nhớ bật cái HDR lên nha. Hiện tại đang tắt. Mình bật HDR lên thì cái hình mà các bạn thấy không? Window HDR nè, Width HDR nè. Thì cái nào mà nếu mà bật HDR lên thì ánh sáng nó sẽ sáng hơn, nó sẽ chống ngược sáng, nó không bị tối hình ha. Còn cái WLAN này thì là nó thể hiện là mình đang kết nối với cái wifi nào ở nhà mình. Và nếu muốn đổi mạng wifi cũng được, nếu mình vô đây mình chọn wifi khác xong mình nhập mật khẩu vô là nó đổi mạng wifi ha. Ở trong cái mục thêm nè, ở dưới cùng nó có mục thêm và cái phần xóa bỏ. Nếu mình muốn xóa camera này mình không sử dụng trên máy của mình nữa, bấm xóa bỏ thì nó sẽ mất luôn nha. À, nó mất luôn rồi thì mấy cái máy khác nó không sử dụng được đâu. Còn thêm nha, bấm vô thêm thì trong cái thêm này thì nó có đèn led, đèn trạng thái này. Để mình bấm luôn lại đây. Cái camera đang khởi động lại nè, chờ xíu nha. Thông thường ở một số camera khi mình cài xong rồi nó sẽ tự khởi động lại. Rồi thêm nè, trong thêm này nó có restart nè, rồi múi giờ nè. Nếu trong trường hợp sai giờ mình chọn múi giờ cho nó chính xác nha, của mình là UTC+7. Định dạng ngày, ngày giờ đó, định dạng ngày có year month day nè, hoặc là day month year gì đó tùy mình ha, mình chọn vô ha. Còn nếu xoay hình ảnh, nếu mà hình ảnh nó đang lật ngược mình muốn xoay 180 độ thì mình bấm vô xoay hình ảnh thì nó sẽ lật xuôi lại. Đèn led trạng thái, nếu giả sử mình ở phía trước nó có cái đèn mà nó báo trạng thái là đang kết nối hay là không kết nối, mình muốn đèn trạng thái muốn lấy thì mình tắt đi hoặc mở tùy mình ha. Rồi vậy nha các bạn nha, chúc các bạn thành công. Còn trong trường hợp mà nó bị mờ
ví dụ như hình ảnh nó đang mờ thì mình chọn ở ở dưới cái khung hình nó có chữ HD nhỏ nhỏ gần cái loa nè, mình thấy có chữ HD mình bấm chọn HD thì lên cái hình nó nét hơn nha. Thì mình lưu ý nó chỉ như vậy thôi trong trường hợp. Còn nếu mà muốn muốn xoay hình mình lật cái điện thoại là tự động nó sẽ lật. Còn nếu mà không ấy thì mình chỉnh ở trong cái phần tự lật hình ảnh, tự xoay hình ảnh của điện thoại nha. Rồi chào các bạn nha, chúc các bạn cài đặt thành công. Nếu có vấn đề gì thì các bạn cứ để lại comment, mình sẽ hỗ trợ nha. Các bạn thấy video hữu ích các bạn subscribe nhé. Cảm ơn nhiều.